Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, năm 1938, vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng Giang nổi tiếng lịch sử, hiện thực hóa giấc mơ độc lập tự chủ của bao đời người Việt. Từ đó đến nay, trải qua ba cuộc chiến tranh dù gian khổ, đổ máu hay bất kỳ giá nào đi nữa thì dân tộc ta cũng chưa bao giờ nhân nhượng bất cứ kẻ thù nào trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nói phải giữ được môi trường hòa bình để phát triển, nhưng kiên quyết kiên trì đấu tranh, không nhân nhượng vấn đề lãnh thổ, độc lập chủ quyền. Thưa các bạn, vừa qua chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022. Trong video này, kênh xin được quay trở lại bình luận về một sự kiện cũng có thể nói là cuộc cách mạng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Đó chính là sự kiện Việt Nam hạ đặt thành công bộ chân đế giàn khoan siêu khủng lớn nhất Đông Nam Á, nặng tới 14.000 tấn tại khu vực mỏ Sao Vàng, Đại Nguyệt, khu vực phía Tây Bãi Tư Chính. Đây có thể khẳng định như là một ngọn đuốc chủ quyền khổng lồ, một lưỡi giáo, một cây kim cắm thẳng vào cái đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông. Thưa các bạn, trong hàng loạt diễn biến xảy ra xung quanh khu vực Biển Đông từ trước đến nay, có tin đúng, tin sai, có nhiều tin mâu thuẫn nhau cần phải kiểm chứng thêm. Tuy nhiên, có những sự thật không thể chối cãi, thể hiện được sự bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi trong việc bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia trên Biển Đông. Một trong số đó là việc Việt Nam hạ đặt thành công bộ chân đế giàn khoan siêu khủng lớn nhất Đông Nam Á. Giàn chân đế này nặng tới 14.000 tấn tại khu vực mỏ Sao Vàng, Đại Nguyệt, khu vực phía Tây Bãi Tư Chính vào ngày 18 tháng 8 năm 2019. Vâng, nói tới đây, hẳn nhiều bạn sẽ nói rằng chuyện quá khứ rồi cứ đào đi đào lại làm gì. Vâng, tuy đó là chuyện quá khứ, nhưng không hẳn nhiều người biết đến là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là có nhiều bạn biết tin, nhưng chỉ là nghe đưa tin thôi, nhưng chưa nghe phân tích bối cảnh xung quanh cái sự kiện này. Để lý giải được rõ nhất sự khôn khéo và cương quyết của chính quyền Việt Nam trong sự kiện này, một điểm đặc biệt nổi lên là một sự kiện lớn như vậy nhưng vẫn diễn ra hết sức bình yên, không hề vấp phải một động thái quấy phán nào của người Trung Quốc. Trong khi chúng ta biết rằng Trung Quốc luôn điên cuồng xâm phạm khu vực địa lý giàu tài nguyên xung quanh khu vực Bãi Tư Chính. Nếu so sánh với các sự kiện tương tự trước đó, Trung Quốc đã quấy phá điên cuồng, thậm chí gây sức ép tới mức chúng ta phải hủy bỏ một số dự án và phải bồi thường hợp đồng, thì lần này sự việc diễn ra hết sức thuận lợi. Và cho tới nay, ngày 16 tháng 11 năm 2020, tại điểm tiếp nhận khí vào bờ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã phối hợp tổ chức lễ đón nhận dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng thuộc dự án phát triển mỏ khí Sao Vàng Đại Nguyệt đến đường ống tiếp bờ Nam Côn Sơn 2. Giờ đây chúng ta hãy cùng kênh phân tích tìm hiểu để hiểu rõ hơn phần nào nguyên nhân của sự thành công trong việc hạ đặt giàn khoan chân đế siêu to khổng lồ này. Và cái lý do đầu tiên xin khẳng định là Việt Nam có toàn quyền đối với vùng lãnh hải này. Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, nằm trong thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Do đó, không một thế lực nào có quyền cản trở chúng ta thăm dò, khai thác một cách hợp pháp tại khu vực này. Dù biết là như thế, nhưng với bản chất hung hăng coi thường luật pháp quốc tế như đã từng diễn ra trước đó thì Trung Quốc hoàn toàn có thể tiếp tục quấy rối trong sự kiện lần này. Nhưng Việt Nam lại có những cái nước cờ cao tay để trị kẻ xấu tham lam này. Chúng ta cùng tìm hiểu các nước đi của Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 8 năm 2019, hai vị đại tướng của quân đội Hoa Kỳ đã ghé thăm Hà Nội, không biết có phải là do Việt Nam mời tới hay không. Tuy nhiên, sự kiện này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Việt Nam đúng dịp này. Đại tướng Gen David Engelfin, tham mưu trưởng không quân Mỹ và đại tướng Charlie Q. Brown, tư lệnh không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, có chuyến thăm Việt Nam trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 năm 2019. Đại tướng Gen David Engelfin, tham mưu trưởng không quân Mỹ cho biết, tôi nhấn mạnh lại tuyên bố rất mạnh mẽ của Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đưa ra, đó là chúng tôi phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng, cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực. Chúng tôi hoàn toàn cam kết ủng hộ hoạt động hợp tác, đảm bảo quyền lợi giữa hai nước. Thêm vào đó, Đại tướng Charlie Brown, tư lệnh không quân Mỹ khẳng định,
Phần quan trọng trong chính sách của chúng tôi là đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tự do. Một trong những phần quan trọng đảm bảo việc này là làm sao duy trì vận hành tàu thuyền, máy bay trong bất kỳ khu vực nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Đảm bảo chủ quyền và lợi ích hợp pháp, lợi ích pháp lý không chỉ của Việt Nam mà tất cả các nước khác trong khu vực, hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đại tướng Jean David Rolfen nói, với việc Trung Quốc điều tàu đến vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam, trước hết chúng tôi tôn trọng các quyết định và hành động của Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam. Chúng tôi sẽ theo sát các hoạt động của Việt Nam, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam. Qua đó thì chúng ta có thể thấy được sự đồng thuận và ủng hộ rất lớn của Mỹ với Việt Nam đến từ cả ba phía lập pháp, hành pháp và ngoại giao. Về mặt ngoại giao thì Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo và bà Morgan Otatop, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ. Về lập pháp thì có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Về hành pháp có Tư lệnh Cảnh sát biển đều đã từng lên tiếng ủng hộ Việt Nam. Nay thì thêm hai vị đại tướng không quân. Rõ ràng là Hoa Kỳ đứng hoàn toàn về phía Việt Nam trong việc tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc. Thêm vào đó, cách đó 2 ngày thì Ấn Độ đã chính thức khởi đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam. Dự án đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho Biên phòng Việt Nam nằm trong khuôn khổ gói tín dụng được chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam trở thành dự án lớn cụ thể đầu tiên trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Điều này cho thấy mối quan hệ với Ấn Độ ngày càng đi vào thực chất và Ấn Độ cũng đứng về phía Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông. Thêm một thông tin chưa được kiểm chứng là thời điểm đó Việt Nam có 2 chiến hạm Quang Trung và Trường Sa ở khu vực gần nơi chúng ta hạ đặt chân đế. Tuy nhiên đây là thuyết âm mưu kênh cũng không khẳng định gì về vấn đề này. Xin bàn luận đôi chút với ý kiến cá nhân thôi. Theo trang của giáo sư Ryan Matheson đưa tin, tàu Quang Trung và Trường Sa xuất hiện tại khu vực tư chính, nhưng trang đơn vị tác chiến điện tử này lại bác bỏ tin này. Vậy chúng ta tin ai đây? Theo kênh thì nói chung là tin ai cũng được. Nếu ta công khai mang tàu chiến hạng nặng tới chân giữ khu vực này thì như vậy rõ ràng là nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang rất cao, tạo cớ cho Trung Quốc sử dụng quân đội dẫn đến leo thang xung đột, đánh úp, mất biển, mất đảo, mất hết thành quả bấy lâu nay xây dựng. Vậy nên, việc thừa nhận tàu quân sự ra đó chỉ có thằng ngu mới thừa nhận thôi. Ấy thế nhưng nếu sự kiện quan trọng này mà thằng tàu nó phá quyết liệt, nó dùng vũ lực mà chỉ có mấy chiếc tàu chấp pháp yếu yếu, nếu ở đó có chuyện gì xảy ra thì sao đây? Lúc đó có chuyện mới gọi tàu ra thì có mà chỉ đi thu dọn chiến trường thôi à? Vậy thì thôi, tại sao ta không cho tàu quân sự ra đó mà ra bằng cách là đi ngang qua, tình cờ đúng lúc của mình hạ đặt giàn khoan, chân đế giàn khoan quá là ngon luôn đấy. Kênh nghĩ như vậy là đẹp cả đôi đường. Thuyết âm mưu thôi nhé anh em ơi. Còn thực ra là tàu quân sự lại còn chiến hạm tàng hình nữa thì họ ở đâu chỉ có 3 thành phần biết. Đó chỉ là bộ chỉ huy biết, lính trên tàu biết và ông trời biết mà thôi. Dễ gì mà mấy các anh hùng bàn phím ngồi gõ máy biết được đúng không nào. Mà thôi kệ đi, quan trọng là mục tiêu hạ đặt chân đế giàn khoan sao vàng đại nguyệt đã thành công tốt đẹp. Qua đó có thể thấy Việt Nam đã tính toán kỹ lưỡng, khéo léo, lựa chọn thời điểm hạ đặt giàn chân đế siêu to khổng lồ sao cho thuận lợi nhất. Còn sự thật là diễn ra y như vậy. Việc hạ đặt chân đế này không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn có ý nghĩa to lớn về mặt khẳng định chủ quyền của chúng ta. Có thể nói chân đế giàn khoan sao vàng đại nguyệt như một cột mốc khổng lồ đánh dấu chủ quyền Việt Nam trên biển, là lời khẳng định chủ quyền đanh thép và không thể tranh cãi với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Nó thể hiện ý chí không bao giờ lùi bước trước sự ngang ngược của Trung Quốc. Như vậy, việc hạ đặt chân đế giàn khoan sao vàng đại nguyệt gần bãi tư chính, mặc dù không phải là một động thái liên quan trực tiếp đến tình hình đối đầu trong khu vực. Tuy nhiên, việc hạ đặt được lên kế hoạch từ lâu trong bối cảnh đấu tranh cam go, phức tạp để xua đuổi những kẻ xâm phạm chủ quyền bất hợp pháp như hiện nay, thì đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa. Nó cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình trong vùng đặc quyền kinh tế theo đúng luật pháp quốc tế. Trước đó, thì Việt Nam cũng thông báo gia hạn thời gian hoạt động của giàn khoan Hakuryo 5 tại khu vực bờ lô 061, bất chấp việc quấy nhiễu của hải cảnh Trung Quốc. Đấy, các bạn thấy chưa? Đừng thấy đảng nhà nước chưa lên tiếng mà đã vội vã hô hào đặt điều bôi xấu. Chúng ta chưa lên tiếng là vì còn tập trung cho những hành động mang tính đường dài nhằm đối phó một cách hiệu quả với các hành vi gây hấn, khiêu khích, xâm phạm của Trung Quốc cũng như các thế lực chống phá khác. Mà chuyện chiến lược đôi khi là bí mật, bất ngờ là vấn đề mấu chốt quyết định thành công, chứ chưa gì đã la làng lên e rằng kẻ địch bất bài hết còn làm ăn được cái gì nữa. Nói ít làm nhiều, chỉ lên tiếng khi thấy cần thiết và thích hợp. Đó mới là biểu hiện của kẻ cao tay. Chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào đối sách của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán bất khả xâm phạm của Việt Nam.
Video của kênh xin dừng ở đây, bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.